Xin chào các em đã đến với cuộc truy đuổi thần tốc cùng Lego City. Wow, anh Ngọc Trai có đúng không? Không. Thì em chưa nói sao biết. Thì đúng rồi, giờ nói đi. Đó, là em rất là thích trở thành những cái nhân vật nào mà có cái giây phút và hồi hộp gây cấn không? Chà, cái dữ liệu em nói cho anh nó hơi bị mơ hồ quá. Cái những nhân vật nào mà sẽ có những giây phút gây cấn nè, phải hồi hộp nè. Anh biết rồi, anh biết rồi, có một cái nhân vật này là suốt đời là gây cấn luôn. Thiệt. Ăn trộm. Thì đúng rồi, em đi ăn trộm là em mới gây cứng chứ đúng không? Nhưng mà ly kỳ hồi hộp nữa. Ly kỳ hồi hộp hả? Anh biết luôn. Mà đại diện cho chính nghĩa mới là quan trọng. Anh biết luôn, tính nói nè là cảnh sát đúng không? Chính xác. À, vậy thì hôm nay anh Ngọc Trai cũng như là bé Ben sẽ cùng hóa thân làm cảnh sát để tham gia vào một cuộc truy đuổi đầy sự mạo hiểm thông qua hai bộ đồ chơi. Đầu tiên, truy đuổi tội phạm trên sông. Không, cái này là thuyền hơi tẩu thoát nha. Xin lỗi, anh lộn. Và tiếp theo là gì nè? Cái này mới là cuộc truy đuổi tội phạm trên sông. Cuộc truy đuổi tội phạm trên sông và thuyền hơi tẩu thoát. Thuyền hơi tẩu thoát. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện đầu tiên nhé. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ một chiếc xe ngân hàng chứa rất là nhiều tiền. Em nghĩ cái nhiệm vụ này sẽ rất là khó khăn, bởi vì cái xe ngân hàng này sẽ trở thành mục tiêu của bọn cướp. Đừng lo em à, khó khăn gì cách giải quyết cả. Chúng ta có gì nào? Đây, một chiếc thủy phi cơ với cánh quạt quay. Cái chiếc thủy phi cơ này nha, nó có thể nổi được trên mặt nước rồi đó. Trong khoang lái của chiếc thủy phi cơ này á, là chúng ta có một anh phi công đang ngồi ở trong. Còn một vũ khí bí mật nữa, đó chính là cái súng bắn lưới. Này là vô cùng lợi hại luôn nha. Chính xác. Còn cái địch của chúng ta là hai tên cướp rất là hung tợn. Đây. Bọn chúng á, có một cái xe lội nước. Đây chính là xe lội nước với một cái dây xích và móc luôn. Mà em cũng chưa hiểu là cái cây này có chức năng gì luôn á. Là cái cây có cái tổ ong bên đây đúng không? Đúng rồi, cái cây có tổ ong mà em không có hiểu là tất cả mọi thứ đều có lý do của nó. Thắc mắc đúng không? Dạ. Chúng ta sẽ cùng giải đáp thắc mắc của Ben nào. Teo. Cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Đang trong khu vực đồn trú hiện tại, chắc chắn chúng sẽ không trở thành chuyện đâu. Đi thôi, mục tiêu của chúng ta đã đang trong tầm ngắm rồi, đi nha. Đúng vậy. Đúng. Không có được. Tại sao cái cây này lại ngã xuống chặn đường của chúng ta? Cái cây này. Khoan, cái cây không phải là vấn đề, nhưng mà con ong kìa, trời ơi, ong nó chín kìa. Chạy. Cái cây hết dai. Rồi. Vô câu chuyện lại em. Đáng đời cái tên cướp, đúng không? Đúng rồi, đáng đời tên cướp xấu xa. Ây da, trời đất ơi, cái gì đâu mà ông chích mệt mỏi quá. Bây giờ ta phải chớp ngay này để mới được. Nè, lấy dây xích móc này nè. Móc vô cái cửa xe này nè. Móc vô cửa xe này nè. Để cái cửa bật mở ra. Sau đó là tiền sẽ thuộc về tay ta thôi. Nhưng mà chúng ta phải làm thật là im lặng, không cho nhân viên an ninh này biết. Đúng rồi. Phải dùng thế nữa không? Đó, dùng thế nè. Nhân viên an ninh này không biết đâu. Bây giờ tới lúc chúng ta thực hiện âm mưu của chúng ta rồi. 1, 2, 3. Ôi, chúng ta đã lấy được tiền rồi, chạy thôi nào. Không được, ta đã bị cướp rồi. Bây giờ làm sao đây? Cắt. Mời các bạn đến với phần. Làm sao bây giờ? Tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi. Đừng lo, màn 2 cảnh 1 bắt đầu. Vô em. Vô. Đó là dùng thủy phi cơ, vừa bay lượn vừa có thể nổi trên mặt nước. Và các bạn nhớ nha, lúc nguy hiểm thì đừng mất bình tĩnh. Mất bình tĩnh thì sẽ không nghĩ ra phương án giải quyết đâu. Vô dài bên đây. Chết rồi đại ca ơi, tụi nó đuổi tới đích rồi, làm sao bây giờ đấy đại ca? Cứ chạy đi, cái chiếc thủy phi cơ này thì làm gì mà có thể đuổi kịp chúng ta? Phải làm sao đây? Đúng rồi, súng bắn lưới đã phát huy tác dụng. 3, 2, 1. Wow, đại ca ơi, bị bắt rồi, bây giờ làm sao bây giờ? Trời ơi. Ủa, gì kết lệ vậy anh? Còn một cái nhiệm vụ trên sông nữa mà. Thì mình kết thúc ở đây thôi, đừng đòi nhiệm vụ gì nữa em. Còn có một nhiệm vụ truy đuổi tội phạm trên sông nữa. Anh quên. Xin lỗi. Để coi, người đồng nghiệp kế bên chúng ta đang chiến đấu với tên cướp như thế nào nha. Câu chuyện thứ hai bắt đầu. Mở đầu câu chuyện là tên cướp đang chèo thuyền hơi chở một con trồn, một kẻ ngọc trai. Nhưng mà là điều quan trọng là em có thấy cái thùng gỗ đó không? Thấy.
trong cái thùng gỗ đó là chứa kim cương đã bị cướp đó. Ồ, ghê vậy. Nhân vật chính của chúng ta đâu? Xuất hiện coi. Đó là cảnh sát tới đây. Trời ơi, cảnh sát tới kìa, chạy thôi. Ta sẽ đuổi kịp nhà ngươi thôi. Ây da, ây da, bấm bấm, ây da. Thật là tuyệt vời, bắt tay cái coi đồng chí. Quá hay. Hoàn thành xuất là sắc luôn á. Hy vọng các em sẽ thích cái chuyến phiêu lưu này của tụi anh nha. Đừng quên hãy ghé qua cửa hàng đồ chơi My Kingdom để mua những cái bộ đồ chơi này nha. Chúng ta sẽ tiếp tục với những cuộc truy đuổi ngoạn mục vào lần sau nha. Tạm biệt. Hứa hẹn lần sau nó sẽ khủng khiếp hơn bây giờ nhiều. Những câu chuyện sẽ khủng khiếp lắm. Thiệt. Anh còn sợ nữa mà. Em sợ không? Sợ lắm, nói nãy giờ là em cảm thấy rất là sợ luôn. Sợ quá ha. Sợ ghê.